Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Trung Bộ đã thành cơn bão số 5 vào trưa 18 tháng 10. Theo đó, áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên khu vực biển Quảng Trị, Quảng Nam. Hồi 11 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 109,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270 km về phía Tây Tây Bắc, cách đất liền khu vực Quảng Trị, Quảng Ngãi khoảng 150 km về phía Đông. Bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo bão số 5 tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, đi lên vùng biển phía đông của khu vực Vịnh Bắc Bộ vào ngày 19 tháng 10, sau đó là Vịnh Bắc Bộ vào ngày 20 tháng 10. Ngày 18 tháng 10, ông Hoàng Văn Bản, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Mang, huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum cho biết, trên đèo Lò Xo thuộc đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Đông Lốc, xã Đắc Mang xảy ra vụ sạt lở đất làm lấp đoạn đèo. Theo đó, những ngày qua trên địa bàn liên tục mưa nhiều, vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, ta luy dương trên đèo Lò Xo bị sạt lở làm đất đá tràn xuống đường. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng đã lấp một đoạn đèo dài khoảng 30 đến 50 mét. Khối lượng đất đá bị sạt lở ước tính khoảng 500 mét khối. Vụ sạt lở khiến giao thông qua lại giữa hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam bị chia cắt, dòng xe nối đuôi nhau kéo dài khoảng 2 km. Liên quan vụ chủ vựa trái cây chợ đầu mối Thủ Đức chết bất thường ở Dạ Cầu, như báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin, chiều 18 tháng 10, Công an thành phố Thủ Đức cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ hai nghi can có liên quan. Bước đầu, hai nghi can khai đã trộm một số tài sản trên xe ô tô của ông CHV, sinh 1972, ngụ thành phố Thủ Đức, khi ông này đang dừng xe trên cao tốc để đi vệ sinh. Sau đó, ông V quay lại phát hiện sự việc nên cả hai bỏ chạy. Trong lúc truy đuổi, ông V lọt vào khe đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ở phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, ông V rớt xuống dưới tử vong. Trước đó, sáng 17 tháng 10, người dân phát hiện ở bãi đất trống dưới giả cầu đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, ông V nằm bất động. Ngày 18 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lương Đình Luân, sinh 1996, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Lương Đình Luân là đối tượng đã lao vào đánh trọng thương ông Nguyễn Đình Thiều, phó hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin. Theo kết quả giám định, ông Thiều bị Luân tấn công gây thương tật từ 13 đến 16%. Hiện ông Thiều vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Ngày 18 tháng 10, Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết vừa xử lý nhiều đối tượng tụ tập tuyên truyền hội thánh của Đức Chúa Trời, hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ, pháp Luân Công trái pháp luật. Cụ thể, ngày 7 tháng 10, tại một nhà trọ ở xã Phước Lâm, Công an phát hiện một nhóm 7 người đang sinh hoạt hội thánh của Đức Chúa Trời trái pháp luật. Công an lập biên bản vụ việc, tạm giữ đồ vật, phương tiện có liên quan. Ngày 5 tháng 9, Công an phát hiện NTD, 37 tuổi, ngụ xã Thuận Thành, có hành vi tuyên truyền phát tán tài liệu về pháp Luân Công trái pháp luật. Công an lập biên bản vụ việc, tạm giữ 24 cuốn sách về pháp Luân Công. Ngày 15 tháng 7, tại nhà bà DTA, 42 tuổi, ngụ thị trấn Cần Giuộc, Công an phát hiện hành vi tập trung đông người, tuyên truyền hội thánh của Đức Chúa Trời trái pháp luật và cũng đã lập biên bản xử lý. Vùng trồng hành tím thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị thiệt hại do mưa lớn, diện tích hành sắp thu hoạch bị quật ngã, ngập nước, nguy cơ mất mùa. Bà Phạm Thị Khanh ở thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải có 3 sào hành, đã trồng 2 tháng và chỉ còn vài ngày nữa là thu hoạch, nhưng do gặp mưa lớn, ruộng hành bị ngập nước. Ruộng hành gần 4 sào của bà Phạm Thị Thanh ở thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải cũng bị ngập nước. Tại huyện đảo Lý Sơn, vụ hành tím thu đông năm nay trồng 200 hectare, do mưa lớn khoảng 10 hectare tại thôn Đông An Vĩnh và thôn Tây An Hải bị thiệt hại nặng, hành bị ngập sâu trong nước, thối nhũng.